Hello everyone, my name is Phúc Hằng. I'm 10 years old. I have 3 words about myself. Proud, brave, confident. Today I do my homework. Draw, vẽ, teacher, giáo viên. Would you like? Bạn thích computer, máy tính. With someone, với ai đó. With my mom, với mẹ của tôi. By car, bằng xe hơi. Think, suy nghĩ. Rain, mưa. Nice, tốt bụng. Address, địa chỉ. Address, địa chỉ. Nice, tốt bụng. Rain, mưa. Think, suy nghĩ. By car, bằng xe hơi. With my mom, với mẹ của tôi. With someone, với ai đó. Computer, máy tính. Would you like, bạn thích. Teacher, giáo viên. Draw, vẽ.